Rồi giao bài toán. Siêu chư xin chưa. Quán đến giao siêu chư xỉn chợ. Trình cơ cơ tan mãn. Học bài này là ôn luôn cả từ của bài 1 luôn á. Trình cơ cơ chỉnh cơ cơ tan mãn. Cơ cơ nãy giờ đỡ chen. Chỉnh ti ti pen mãn. Ti ti giao chi dỗ chỉ.
chương trình siêu. Rồi, đọc bài này ha. Siêu chưa xỉn chưa? Siêu chưa xỉn chưa? Quản lý giao siêu chưa xỉn chưa? Quản lý giao chưa sư xỉn chưa? Siêu chưa xỉn chưa? À. Chỉnh cơ cơ bang mảng. Chỉnh cơ cơ bang mảng. Cơ cơ mấy dầu sữa chen. Cơ cơ mấy dầu sữa chen. Chỉnh ti ti bang mảng. Chỉnh ti ti bang mảng. Ti ti giao chi dỗ chuỷ. Ti ti giao chi dỗ chuỷ. Chỉnh mê mê ban mãn. Chỉnh mê mê ban mãn. Mê mê củ khuy siêu. Mê mê củ khuy siêu. Tha chữ nào. Tha chữ nào. Chư chỉ siêu. Chư chỉ siêu. Rồi dịch nha. Xin chơi là xe đạp, sửa xe đạp. Quản lĩnh là vương ninh. Giao siêu chưa xin chơi. Cần phải sửa xe đạp. Chỉnh cơ cơ ban mãn. Nhờ anh trai giúp đỡ. Ban mãn là giúp đỡ. Cơ cơ mấy giờ sửa chen. Sửa chen là thời gian, mấy giờ là không có. Anh trai không có thời gian là anh trai bận. Chỉnh ti ti ban mạng. Nhờ em trai giúp đỡ. Ti ti giao chi dỗ chuỷ. Em trai đi đâu? Chỉnh mê mê ban mạng. Mê mê là chị gái. Mê mê. Mê mê là em gái. Nhờ em gái giúp đỡ. Mê mê củ hoay siêu. Hoay là hoay là gì? Hoay là biết. Hoay là biết. Cô là không, không biết sửa xe. Tha chữ nào? Chữ nào là? Đành phải. Chư chỉ là tự mình. Siêu là sửa. Anh ta đành phải tự sửa. À, đó đành phải tự sửa. Rồi, tự thân nhận đặng thôi. Rồi. Vậy là chúng ta xong một cái bài khóa là kết thúc bài thứ tư.